Chào người nha, em có mới về một cái bộ xịt thuốc. Cái cuộn này, cái ống này là cái ống chắc ống này nó có nhỏ nha mọi người, loại ống nhỏ này. Cái loại này thì mình nó không có to như mấy cái dây của máy lớn nha. Cái cuộn này em thấy nó nhiều lắm mọi người. Nó dày lắm, nhiều chắc có cả 100 mét quá. Cái cuộn này chắc cả 100 mét đó mọi người, chứ không chắc không ít đâu. Em đoán vậy thôi nha mọi người đó. Tại vì em chưa có mở ra. Cuộn này chắc 50 đến 100 mét. Em nghĩ chắc 100 mét quá, không ít, dày lắm. Dày mà tại cái loại dây nhỏ này nè, nó sẽ kéo được xa. Đầu là đầu 4 thùy rô bin nha. Y là cái y này là, máy này là dùng cái bộ xịt áp ha, nó không phải cánh quạt nha. Hàng này nó mới về thì về sau mình bán chạy luôn nha. Robin 025 bốn thùy nha mọi người. Thì ok. Cái cuộn này thì nó em thấy nó quay bình thường nè. Rù lo này em thấy nó quay bình thường nè. Này cái dây này đây. Thì mấy cái dây này em chưa có muốn kéo ra để thử nha mọi người, chưa có kiểm tra rồi hết, mới về nó xóa xa bán vậy luôn. Thì em không có bao gì hết nha mọi người, mình không kiểm tra nên không có bao, bán nhanh bán rẻ lời nhờ số lượng vậy thôi. Một ngày ví dụ mình bán, ví dụ như thay vì mình bán lẻ là một con, hai con, ba con thì mình có lời, thì em sẽ bán chắc cũng phải 10 con, 20 con thì mới có đủ số lời đó. Tại vì số lượng nó nhiều thì mình mới có lời nhiều, còn bán có 1-2 con thì nó không có lời mọi người. Ví dụ như lời 50-100 ngàn nó không có bù vào tiền hàng ngày được. Thì cái rô lo này em thấy cái chỗ này nó bị gãy cắn đi. Đó. Cái này bằng như là bằng gan đó mọi người. Cái này bằng cắn đó. Nhưng mà nó vẫn xoay bình thường nha. Nó không thấy không mình, nó bị một lá. Khung nó là bằng khung nhôm này. Dây này nó dài lắm nha. Em đoán cái dây này là bèo. Em dự đoán nó là 100 mét. 100 mét không ít đâu. Bình xanh chân sáng. Máy tâm rời. Cái loại này thì dễ mua mà. Mình muốn lắp tâm này là tâm 260, nên lúc lắp cái đầu 2 thùy cũng được. Mà thường thường ấy thì lắp cái đầu 2 thùy ấy, nó dùng sẽ kiểu như nói chung là nó sẽ cái lực của nó có thể là nó khỏe hơn mọi người. Máy 4 thùy thì thường cái lực nó không có khỏe bằng máy 2 thùy. Van. Cái bộ này em để cho mọi người 2,6 triệu nha. Đó. 2,6 triệu nhé. Em nhập thì kiểu như nhập thì trừ tiền cước ra thì mấy con này em lợi nhuận tầm 100 đến 150, bán cho nó nhanh. 2,6 triệu nhé, không bao ship.